Xin chào tất cả các bạn, mình là Long đến từ trường âm nhạc Adam Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái auto tune hoàn toàn free, cách sử dụng của nó như thế nào, cách cài đặt, cách tải về như thế nào. Thì các bạn cùng nhau theo dõi nha. Ok, thì cái phần mềm này nó tên là M-Auto-Bitch. Thì cái phần mềm này các bạn có thể lên trên Google, các bạn search cái tên của nó như thế này. Rồi, thì nó sẽ ra cái trang web Melda Production. Thì cái này các bạn chỉ cần bấm Get it with M3 FX Bundle. Đây. Thì nó sẽ hiện ra một cái là các bạn upgrade lên hoặc là các bạn tải free về nè. Thì các bạn chỉ cần bấm vào, nó sẽ tải về các bạn. Đây, các bạn chọn một cái cloud download. Thì cái này nó sẽ tải về cái máy các bạn ha. Bấm vào. Ở đây mình tải sẵn rồi, thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách cài thôi. Ok, thì khi các bạn mở phần cài đặt lên thì nó sẽ hiện một cái bảng như thế này. Các bạn hãy bấm Next. Ở đây thì nó hiện một cái term, một cái license agreement. Thì các bạn bấm agree thôi, I agree, bấm Next. Ở đây nó có một cái đó là em sao factory intrusion, thì các bạn có thể bấm chọn nó hoặc không. Còn những cái này là những cái các bạn nên tích vào. Đây này là một cái phần, một cái để đọc VST nè, cái đuôi để đọc VST DLL nè, này VST 3 Next nha. Rồi, ở đây nó có rất là nhiều cái effect. Ở dưới này là một cái free, các bạn có thể tải free về. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ cái nào để các bạn tải về. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái M-Auto-Bitch. Thì mình sẽ chọn cái này ha. Xong các bạn bấm Next. Đây là các cái đây là cái nguồn dẫn cái plugin của các bạn vào. Đó. Thì mình để mặc định luôn, tại vì mình hay để plugin ở cái vị trí này. Đó. Rồi mình bấm Next là nó sẽ tự chạy install nữa. Ok ha. Rồi, quay trở lại cái phần mềm của mình ha. Đây, mình đã chèn một cái M-Auto-Bitch vào. Các bạn nghe thử ha. Rồi, đây là cái giao diện của phần mềm này ha. Thứ nhất là các bạn sẽ thấy một cái phần ở đây, nó tên là Automatic Tuning. Thì nó sẽ có bốn cái nút này. Thứ nhất là cái phần Dev, thứ hai là Speed, thứ ba là Detune. Thì cái phần Dev này nó sẽ tác động lên cái vocal của các bạn. Nó sẽ cho ra cái Auto-Tune này nhiều hay ít. Ví dụ như mình để ở 100% đi. Để 100% nha. Alo. Đó, thì nó sẽ khác so với mình để 50%. Alo. Hoặc là 0% là nó không có tác động gì lên cái vocal của mình cả. Rồi, ok. Tiếp theo là phần speed, có nghĩa là tốc độ. Tốc độ của cái phần mềm này tác động lên cái âm thanh của các bạn. Ví dụ như mình để ở 0, có nghĩa là khi mà các bạn hát hết câu rồi nó mới tác động lên. Đó. Ví dụ ha. Alo, alo. Rồi, giờ mình để lên 50 nha. Alo, alo. Rồi, để lên 100 nè. Alo, alo. Đó, là khi mà các bạn để lên 100% á, cái vocal của các bạn sẽ được cái phần mềm này nó tinh chỉnh cho đúng cao độ hết tất cả các nốt của các bạn luôn. Rồi, thế detune này là các bạn có thể thay đổi cái giọng của các bạn theo cái đơn vị là sense, có nghĩa là cái một cái sense này nó sẽ bằng ở 100 cái sense này nó sẽ bằng được một cái nửa cung ở trên nốt nhạc của mình. Đó. Tiếp theo là bass, các bạn để 440 là một cái nốt la chuẩn. Nốt la chuẩn của âm nhạc. Đó. Rồi tới phần effect. Effect mình sẽ có nút dry wet. Dry có nghĩa là khô, có nghĩa là cái phần mềm này nó không tác động gì lên cái âm thanh của mình hết. Đây, 50% có nghĩa là
100% wet và 100% dry, có nghĩa là hai cái giọng nói, cái giọng hát của mình và cái giọng hát được chỉnh thì nó chia làm hai. Rồi phần tiếp theo đó là dry wet, thì nếu mà các bạn để 100% wet thì nó sẽ tác cái phần mềm này, nó sẽ tác động lên cái vocal của các bạn hoàn toàn đó. Còn nếu mà các bạn để 100% dry hoặc là 0% wet ở đây nè, đó thì cái giọng của các bạn chỉ có cái phần thô thôi, cái bản thu thô của các bạn á. Nè, mình sẽ ví dụ ha. Na 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 na. Đó. Còn đây là cái mà mình đã tinh chỉnh rồi. Na 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 na. Rồi. Ok ha. Còn rồi ok ha. Còn nếu mình để 50-50 thì sao? Đây, 50-50 nha. Đó. Thì nghe nó giống như là hai cái âm thanh bị ngược pha với nhau á. Nó sẽ triệt tiêu bớt đi những cái âm thanh nào mà giống nhau. Rồi ok ha. Tới phần keep forming, có nghĩa là nó sẽ giữ cho giọng của các bạn nó thật 100%, có nghĩa là ở 0% này thì nó sẽ giữ cái giọng của các bạn thật. Còn nếu mà các bạn chỉnh lên á, thì càng chỉnh lên thì càng giống máy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, tiếp theo là cái formant shift, có nghĩa là các bạn muốn chỉnh cái giọng của các bạn thành Mickey hay là con chuột Mickey hoặc là cái con sóc chuột á, thì các bạn chỉnh cái này lên. Na 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 na. Đó. 1, 2, 1, 2. A na 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 na. A na 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 na. Rồi. Ok, rất là thú vị đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo đó là cái phần wide, có nghĩa là khi mà các bạn tách cái phần vocal của các bạn ra làm hai á, thì cái phần wide này nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh cái cao độ để cho hai cái vocal của các bạn nó không có xảy ra cái hiện tượng là ngược pha giống hồi nãy. Thì như đây mình sẽ chỉnh hai cái này ha, mình sẽ bend qua hai bên ha. A na 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 na. 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 Rồi. Rồi, tiếp theo đó là phần scale. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn lựa chọn scale cho cái phần autotune. Đó thì các bạn có thể chọn một cái scale nào đó, ví dụ như bài hát của các bạn ở tông trưởng thì các bạn chọn là major, các bạn ở tông thứ các bạn chọn là minor, hoặc là các bạn chọn ở một cái ngũ cung thì các bạn chọn là pentatonic, hoặc là các bạn không biết mình muốn theo cái tông nào thì các bạn cứ để chromatic bình thường thôi, bấm C một cái là nó sẽ hiện hết tất cả các cái nốt lên đó, các bạn có thể theo dõi đây. Rồi giờ mình thử bật cái này chromatic lên coi nó có tác dụng gì không ha. A na 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 na. A na. A na 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 na. A na 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 na. Đó. Đó. Thì các bạn thấy nó cũng nó có tác dụng nhưng mà nó không có đúng cái mục đích của mình. Ví dụ như cái scale của mình nó là major đi. Ví dụ như vậy thì mình để major nè, mình chọn một cái tông nào đó, ví dụ như tông la đi. La trưởng. Đó thì mình sẽ bật nó cái ở chế độ la trưởng lên, major A. Rồi. A na 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 na. A na 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 na. A na 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 na. A na 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 na. Đó hoặc là minor. A na 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 na. A na 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 na. A na 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 na. Hoặc là pentatonic. A na 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 na. A na 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 na.
còn để chromatic. A na 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 na. A na 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 na. Rồi. A na 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 na. 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 Đó thì các bạn có thể chọn cái scale phù hợp với lại cái bài của mình, để các bạn nó sẽ cho ra kết quả nó tốt hơn là các bạn để ở chromatic hoặc là chọn size scale. Ok ha. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà xài cái phần mềm M Auto Pitch. Nó là một cái dạng auto tune nhưng mà nó free. Các bạn có thể tải về mà sử dụng. Nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích, hãy bấm subscribe, like và share giúp mình ha. Thì hiện tại ở Ara Music cũng có khóa học thu âm. Các bạn có thể đăng ký khóa học để được học nhiều kiến thức bổ ích hơn. Đó như là cách sử dụng những cái phần mềm để thu âm, để mixing, để mastering. Ok, thì video mình tới đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.